Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái bí quyết để mà đổ nhớt không cần lọc phễu gì luôn nha các bạn, không cần cái quặng luôn. Cũng lâu lắm rồi mình không có ra được video để chia sẻ với các bạn những cái mẹo hay trong cuộc sống ha. Thì mình cũng hơi lu bu và bận bịu một chút xíu, thì hôm nay có thời gian được nghỉ ha các bạn. Mình chia sẻ với các bạn cách để mà châm nhớt ha. Thì khi mà các bạn mua một cái bình nhớt mới như thế này ha, thì các bạn sẽ đục cho mình cái lỗ đó, hình như là cái mắt của một cậu bé đang cười vậy đó các bạn. Đó, các bạn cứ lấy cái vật nhọn như thế này ha, các bạn chọc cho mình này. Đó, hai đây là hai con mắt. Đó các bạn. Thì sau đó các bạn mở cái nắp này. Mở cái nắp xe này, nắp nhớt này các bạn ha. Và các bạn sẽ nghiêng ha, nghiêng cái chai này các bạn này, nghiêng cái chai này. Và các bạn đổ xuống này. Đó. Rất là hay luôn. Nhớt không có ra ngoài đâu nha các bạn. Nhớt không hề ra ngoài luôn. Mình không cần cái quặng hay phễu gì luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở đèn để cho các bạn quan sát thấy rõ này. Đây các bạn này, các bạn sẽ quan sát thấy nè. Đó. Nè. Mục đích của cái lỗ bên trên đó các bạn, hình hai con mắt đó, là để cho không khí nó đi vô, và cái miệng ở bên dưới đó là để cho nhớt đi ra, thì các bạn sẽ không thấy hiện tượng nhớt ọc ọc luôn ha. Đó, các bạn sẽ để, kể cả các bạn bóp luôn thì nhớt nó cũng không đổ ra ngoài. Rất là đơn giản luôn nha các bạn. Các bạn không cần phải dụng cụ gì khác ngoài cái không cần sử dụng phễu hoặc là quặng luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy nhớt không hề chảy ra ngoài nè. Không chảy đi đâu một giọt nào luôn nha các bạn. Đó, các bạn để ý à, không hề có chảy ra ngoài một giọt nhớt nào hết. Thì với cái cách như thế này thì các bạn sẽ thấy là nhớt nó chảy tốc độ sẽ chậm hơn là các bạn dùng phễu ha. Dùng phễu thì các bạn có thể nhổng ben được luôn, còn cái này thì các bạn sẽ đổ từ từ. Đó. Các bạn đổ từ từ cho nhớt xuống ha, không hề chảy ra ngoài. Nhớt không hề bị dính bụi do sử dụng phễu ha. Đó. Cách này thì áp dụng cho các bạn thay nhớt ngay tại nhà luôn nha các bạn, mà không có sử dụng. Còn nếu mà các bạn sử dụng những cái cổ chai nước ngọt này kia đó các bạn, thì nó không có vừa cái lỗ nhớt này đâu các bạn ơi. Các bạn đừng có thử làm gì. Cái lưu ý khi các bạn thay nhớt đó là các bạn mỗi lần các bạn thay nhớt á, các bạn lưu ý cái số km ha, để các bạn căn sau đó nó khoảng tầm từ 1.000 cho đến 1.500 cây số á, các bạn thay nhá, thì máy nó sẽ luôn ổn định nha các bạn. Đa số chúng mình sẽ quên, thì các bạn có thể cài đặt trên điện thoại hoặc là ghi ra giấy hay gì đó, các bạn sẽ nhớ được cái ngày của mình thay đó các bạn. Và có thể nhớ ghi luôn cái số km hiện tại. Đó. Thì các bạn sẽ không bị quên. Còn nếu mà các bạn chạy lâu quá, các bạn quên cái thay nhớt á, thì rất là hại máy luôn nha các bạn. Có thể gây ra hiện tượng bó bạc, rồi xe sẽ nhanh hỏng, nhanh xuống cấp nha các bạn nha. Máy nó cũng bị ì nữa, nó không có chạy khỏe, chạy mạnh nữa. Rồi mình đổi tay chút xíu nha các bạn. Đó. Mình đổi tay chút xíu ha.
Đó, khi mà các bạn thấy nó gần hết nhớt rồi đó, các bạn để như thế này là nhớt nó sẽ chảy ra hết này, và các bạn bóp mạnh cho mình ha, có thể bóp trong trong bóp tay để cho nhớt nó ra nhiều hơn chút xíu nha các bạn. Đó, các bạn bóp cái tay này, này. Không khí nó vô nó sẽ đẩy nhớt ra ngoài nha. Để cho nhớt nó ra trong bình ra hết thì các bạn chọc cho mình cái lỗ ha, sát ở dưới cái mép này này. Đó, để khi các bạn nâng cái bình lên đó thì nhớt nó sẽ trôi ra ngoài hết luôn ha. Nhớt nó sẽ ra ngoài hết ha. Rồi nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, một đăng ký nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn. Rồi hết rồi nha các bạn. Hết sạch rồi ha.